Người cảnh rồi. Đợt đấy. Không phải con ra ba mà móc tem. Ôi ôi ôi. Tụi tôi mà ba rồi. Tụi tôi mà ba rồi. Bới 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 cái hai cái nu nó ra. Vô bới ra ra. Con ra ba mày bới nó. Mày móc tem. Ba ba gì đầu to vậy? Ba ba của ba ba chúa. Tao nhìn giống đầu ba ba nó mày móc con nào? Ui ui, cái này ông ấy đi ông ơi. Ui, có cái ông ấy đâu? Đấy nó móc trong con đầu con ba ba mà ha. Nào. Ê đây. Đó. Đúng đầu ba ba. Ông có lên đôi nào? Ui ui, chặt lắm, chặt lắm. Ui, không nuôi được không? Không nuôi được. Ba rồi to thế. Rắn rồi, nốt đấy nó rắn đâu, nốt ba đâu. Con gì? Mày thấy đầu ba ba đây, 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 đây. Này. Ôi, 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 sao không nô rồi ôi 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 cái tí đâu ơi bắt đây rồi dư đuôi rồi dư đuôi nó rồi đây ôi tao từng đầu ba ba cơ ôi con này rồi cái con mồm mồm nó giống ba ba ôi không nô rồi bé rồi chơi chơi con này ra rồi này ôi 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 chạy kìa ôi nó cắn chết đấy con này nó cắn chết đấy ôi to lắm ba đứa bé bé ôi cúng lỗi nhau ơi là tao tẩu thoát nhau ơi. Không, không thoát được, không thoát được, áo cao không thoát được. Tụi tụi nó ông ơi. Ôi. Trời ơi. Hiếu hiếu giữ cái đầu đó. Ấn cái đầu xuống hiếu ơi. Cái đầu góc ơi, ấn sắt được. Để tao bắt tao thì cho công tôi. Anh đi nôi mạnh anh đi ơi. Ôi. Rụt bên đó. Ôi. Bắt. Được rồi. Ôi ôi. Rồi rồi rồi. Ôi. Được rồi, ôi 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 mẹ ơi nó to khổng lồ luôn ôi 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 không bắt được đâu ôi lại bò lên rồi không bắt được đâu ơi tôi phải nôi mờ thôi cho lên bờ đi tôi bò kia ông ơi cầm đuôi đây ba người cầm đuôi đây cắn nhau ạ nó này nó này nhìn không ngoài có rắn to đấy. Đấy. Mày theo đi. Ôi. Ui giời ơi. Ui hàng khổng lồ rồi. Ui mẹ ơi to thế nhỉ. Có chặn không ạ? Có chặn rồi, lửa sạch luôn. Có đâu sạch đi. Có chặn khổng lồ rồi. Ôi, lửa sạch đi ra chặn chứ mày rắn vậy. Chặn to lắm. Ôi, phi à. Rồi. Nó cao rồi. Quá. Chưa cả nước đấy ông ơi. Đâu nữa. Cả đây. Ôi mẹ ơi gì này, chết chưa. Chưa. Rồi này mọi người. Không cao cũng thành trăng mất rồi. Kéo, kéo lên đi Hiếu ạ, kéo lên đi. Rồi, kéo kéo lên. Kia chủ nhà bây giờ mới ra, mới dám ra mọi người à. Sợ. Hiếu Hiếu cầm đầu nó đi Hiếu ơi. Ơ. Ơ đi cắt. Mày. Ôi, sao bắt lên nào. Ui. Dạ, hơi. Ui. À, thế nào. Ui. 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 Lên xe vào nếu kia mà. Trên lên bậc kia. Ê, sao tạo đây ăn đây kìa. Lên lên luôn. À. Trời chung nhá. Ui, nó khổng lồ luôn các bạn ạ. Ui. Phải nói con này phải nói vĩ đại ấy. Ui dồi ôi. Con này phải 7 con nữa nhỉ. Ui. Lên đây, chạy khúc nhá. À. Ôi dồi ôi, to à. Chấp ăn đi, vào sân, vào sân. Vào sân xem nào. Ôi. Chuồng cái này à. À, con gà này chưa. Toàn đơi sơi gà, ăn hết chuồng gà. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, mệt lắm này, tôi quét đi. Thả nhá. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. To lắm. Ông bảo ba đầu to thế nào. Sao cái đầu bé ở trong cái nỗi. Cái này con cú à, ba cú à. Nếu ba chúa ấy.
Cháu sợ thì cái đầu múm múm vào trong đầu ba. Thôi tao bỏ ra đây, ông quan bên theo cái dấu vết của nó mọi người nhá. Đi ra vòng vòng này nó chui đúng cái nỗi ấy mọi người ạ. Đấy, rất là kinh khủng luôn. Phải nói là con này to quá anh ơi. Con này chắc phải gần tạ đấy. Gần tạ đấy ông nhỉ? Gần tạ. Con này phải gần tạ đấy. 60-70 cân. Ê, ngoài này, ngoài đây có số này. Ê, bê bê ở đó đó. Đi 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 đâu nó cắn ông ơi. Vù vù vù. Vù vù nó đốc. Ấy, rồi. Úi giời. Đây đây là xong rồi. Đây. Kinh to. Úi giời. Một kiểu vác luôn này. Kinh nó uốn này. Con hạc khổng lồ ấy. Từ năm nay, năm 2021 con bắt được con này đấy anh trời. Từ năm nó bắt được con rắn nào đâu. Ôi trời ơi, to chưa. Thôi để đây rửa thôi. Để cho nó, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sắm đi. Sao sắm ấy. Để cho rồi. Nó cầm đầu rồi. Ăn vịt đi. Nhà tao nuôi gà cho nó ăn gà đấy. Đây rồi đây. Thôi mọi người nhá, con đây là video của con. Lúc này đây mọi người thấy hay nhá, ủng hộ cho con mình nhá. Con này con mình này bắt được con chăn khổng lồ luôn mọi người. Nó xuống ao rồi. Kinh khủng khiếp luôn mọi người này. Ôi trời ơi.